Xin chào các bác nhé. Hiện tại thì bên em đang sẵn hàng máy giặt nội địa Nhật Panasonic NAVX7200. Đây là một trong những cái mã máy lành nhất của hãng các bác nhé, lành nhất của hãng, nồi đồng cối đá nhất. Và đây là nó già là dòng đời cao cấp rồi, full chức năng, giặt và sấy điều hòa các bác nhé, giặt 9 sấy 6. Ngoại hình thì như các bác nhìn đây, rất đẹp. Và đây là máy đang chạy đấy các bác nhé. Rồi hôm nay mưa nên là em cho quần áo vào đây là em sấy. Máy còn rất đẹp và bao cho các bác là zin nguyên bản. Đây đằng sau em tháo cho các bác xem đây. Đấy, đẹp y nguyên như này luôn. Thì những cái dòng mã này ấy, thì là toàn bộ cái phần điện là nó chuyển lên bên trên các bác nhé. Toàn bộ phần điện chuyển lên bên trên. Bên dưới nó toàn phần cơ, không có gì cả. Đây là dây của mấy con cảm biến rồi. Vì vậy nên là rất là bền, ổn định các bác nhé. Tránh được cái ẩm ở dưới này. Đấy, hiện tại là em đang cho chạy sấy quần áo đây. Đây các bác nhìn, em mở đây ra phát này gió rất to luôn này. Đấy. Máy đã tiết dọn ngon lành mọi chức năng rồi các bác nhé. Đập cái con kia bác. Nó kêu. Đấy các bác nhìn nó chạy êm như hàng Nhật luôn. Và giá thời điểm hiện tại thì những cái dòng máy Nhật này giá nó đã bị tụt hơn so với năm trước. Thế là các bác mua thời điểm này là rất ok nhá. Những năm trước thì những con này nó tầm 15-16 triệu đấy. Đấy, thì hôm nay thì con này em sẽ bán cho các bác chơi với cái giá là 12.500.000 đồng. Giá bán chưa bao gồm phí vận chuyển nhé. Đấy, giá 12.500.000 đồng, giá mình máy không. Còn hàng thì các bác yên tâm, quá đẹp, zin rồi, xuất sắc luôn. Nhà em thì đông người nên lúc nào cũng có mua về, phải có vài cái. Một mình độc nhà em cũng dùng hai cái, một cái không đủ. Đấy, những ngày mưa này giặt sấy liên tục. Còn rất là đẹp. Các bác và cái hàng này thì em không bán đi xa ấy. Em bán quanh miền Bắc thôi, gửi xe khách thôi, chứ đóng bưu điện cái này vất vả lắm. 12.500.000 đồng. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà những cái hôm mà mưa nồm ẩm như này, mình mặc giặt quần áo xong bỏ ra là mặc được luôn nhá. Sấy bằng điều hòa nên là vải nó rất là thơm, không bị hôi như kiểu sấy Nhật kia. Bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Các bác mua hàng thì chỉ cần cọc 1 triệu nhé. Cọc 1 triệu thì em gửi qua xe khách. Khi nhận hàng các bác thanh toán nốt. Rồi, xin chào và hẹn lại các bác ở trong những clip tiếp theo.